Chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí Gold trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, với thời đại công nghệ thông tin thì mạng xã hội đang trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống hiện đại, và người ta có muôn vàn cách để biến mạng xã hội trở thành một công cụ hữu ích trong chiến lược marketing và kinh doanh. Và Gold cũng không nằm ngoài xu thế này. Gold và câu chuyện kinh doanh trong thời đại công nghệ thông tin sẽ là nội dung chính trong chương trình tuần này. Mời quý vị theo dõi. Mạng xã hội, social network hay còn gọi là mạng xã hội ảo là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhiều mục đích khác nhau, không phân biệt không gian và thời gian. Những người tham gia vào mạng xã hội còn được gọi là cư dân mạng. Mạng xã hội có những tính năng như chat, email, phim ảnh, voice chat, chia sẻ file, blog và xã luận. Mạng đổi mới hoàn toàn cư dân mạng liên kết với nhau và trở thành một phần tất yếu mỗi ngày cho hàng trăm triệu thành viên trên khắp thế giới. Hiện nay, thế giới có hàng trăm mạng xã hội khác nhau. Với MySpace và Facebook nổi tiếng nhất, thì thị trường Bắc Mỹ và Tây Âu, Orkut và HiFi tại Nam Mỹ, Friendster tại Châu Á và các đảo quốc Thái Bình Dương. Mạng xã hội khác gặt hái được thành công đáng kể theo vùng miền như Weibo tại Anh Quốc, Sideworld tại Hàn Quốc, Misi tại Nhật Bản, và tại Việt Nam xuất hiện rất nhiều các mạng xã hội như Zingme, Youme, Tamtay. Có, tôi thường xuyên thủ dựng cái trang web trên xã hội. Để tôi vào thì tôi xem tất cả các vấn đề. Ví dụ tôi muốn xem về Gold thì tôi vào Gold tôi xem. Thì như thế nó rất là tiện cho tôi, vì hàng ngày thì cũng không có thời gian nhiều để mà dở cái nọ rồi cái xem gì cần gì cái, thì mình vào mạng mình xem thì mình sẽ nắm bắt được nhanh nhất. Tôi cũng có sử dụng một số mạng xã hội, cũng sử dụng Facebook và Twitter. Đấy là một số những cái mạng thông dụng mà tôi hay sử dụng. Thực ra thì mạng xã hội là một cái trang mạng mà có rất là nhiều người tham gia, đông đảo các cái tầng lớp trong xã hội tham gia, và mình cho rằng là mình đang đi theo cái nghiệp Gold như này thì sớm hay muộn thì Việt Nam mình cũng sẽ phổ biến Gold rất là rộng rãi. Vậy thì cái vai trò của mạng xã hội cho cái việc phổ cập Gold này, phổ biến môn Gold đến với cả đông đảo quần chúng ấy, thì là rất là, mình nghĩ rất là thuận lợi từ những người đã tham gia và những người chưa tham gia qua cái trang mạng Facebook hoặc là Twitter, thì mọi người sẽ được hiểu về Gold hơn, được biết đến Gold hơn, được và hiểu về những người đã và đang làm về Gold. Có thể thấy, mạng xã hội có vai trò rất lớn trong cuộc sống của cư dân mạng. Tin tức trên mạng xã hội luôn được lan truyền và chia sẻ rất nhanh. Vì vậy, đây là cầu nối gắn kết mọi người với môn thể thao Gold cũng như các giải đấu, cho dù họ đang ở bất cứ nơi đâu. Một trong những sức mạnh lớn nhất của mạng xã hội là phản ánh những sự kiện nổi bật trong cuộc sống, mở rộng phạm vi tiếp cận và các hoạt động tương tác. Đối với cả các tay gôn, các gôn thủ thì mình nghĩ rằng mạng xã hội cũng rất có lợi ích khi mà các gôn thủ tham gia vào mạng xã hội. Thì họ không những là tìm hiểu được về cái môn thể thao mình yêu thích, đồng thời còn có cả các cái nhân vật, các nhân vật nổi tiếng mà có rất nhiều người ta hâm mộ. Đấy, đồng thời là qua đó thì trên mạng xã hội thì họ còn có thể là học tập các cái cách đánh, các cú swing này, hay là các cú chip putt hoặc là các cú driver để mà nắn chỉnh làm sao mà cho cái động tác của mình ấy được chuẩn hơn. Thì và tất cả những vấn đề liên quan đến môn golf thì họ đều có thể tìm được ở trên mạng xã hội. Cho nên là mình rất là thích khi mà mỗi khi mà mình có thời gian mình hay trao đổi với mọi người ở trong Facebook đấy, về những chuyến đi chơi golf, về những cái lợi ích của golf, cũng như là các cái ví dụ mình tìm các cái thời gian mà sân golf này ưu ái này, rồi là
những cái chuyến đi chơi golf ấy ra nước ngoài sang Thái hoặc sang Malai, cũng như là những cái thông tin của những cái đoàn tour từ các nước về Việt Nam. Tôi thấy những cái về các cái gậy golf rồi các cái thiết bị để dùng cho golf này thì qua trang mạng rồi web rồi là về quảng cáo, tôi thấy rằng là rất nhiều người có thể sự lựa chọn của các cái tay golf, coi là gậy này không hợp lý ta thay là cái gậy khác. Nên là về cái việc quảng cáo về việc này khác, tôi thấy một cái để cho sự lựa chọn của các tay golf chơi rất tốt. Thực ra thì tôi chỉ nghĩ đơn giản đây này, mình vào mạng thứ nhất là nó rất là nhanh, mà mình tìm hiểu nó cũng đơn giản, mình kết nối được tất cả mọi vấn đề mình đang cần tìm đến. Ví dụ đấy, tôi đi vào Sài Gòn nhá, tôi chỉ cần vào mạng ấy, tôi biết rằng là ở chỗ đơn vị nào mà tôi đến mà có cái sân golf thì tôi vào tôi chơi, hoặc tôi đi Đà Lạt nhá, thì tôi gõ ngay tôi biết là ở chỗ Đà Lạt thì có cái sân golf nào mà tiện cho mình, để khi là ngoài cái thời gian mình làm việc xong thì mình lại được giải trí thể thao. Do ngày càng nhiều môn thể thao hội nhập mạng xã hội trong lịch trình hàng ngày, nên những môn thể thao không vận dụng trọn vẹn điều này sẽ phải chịu ít nhiều ảnh hưởng. Golf là một môn thể thao toàn cầu và đương nhiên nó sẽ bị thua thiệt nếu như không đưa mạng xã hội vào trong cấu trúc hoạt động. May mắn thay, điều này đang được cải thiện. Điều quan trọng nhất là sử dụng mạng xã hội sẽ mang những người chơi golf và fan hâm mộ đến gần nhau hơn. Ví dụ như Tiger Woods, một hiện tượng của làng golf thế giới, anh cũng lập cho mình một địa chỉ trên trang Facebook để chia sẻ với người thân và người hâm mộ về cuộc sống cũng như các dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Mỗi một chia sẻ của Gus đều nhận được sự quan tâm của hàng ngàn người yêu golf khắp thế giới. Họ hâm mộ lối đánh của Tiger và luôn dõi theo bước chân của anh trên con đường chinh phục các danh hiệu danh giá. Con đường ở PGA Tour thường rất gian nan, nó đòi hỏi người chơi không chỉ có kỹ năng mà còn phải có sự ủng hộ và hỗ trợ về mặt tài chính. Mạng xã hội có thể giúp bạn tạo ra cơ hội này. Các tay golf chuyên nghiệp có thể sử dụng mạng xã hội để xây dựng thương hiệu. Vì khi bạn chuyển sang chơi chuyên nghiệp, các nhà tài trợ cần biết bạn là ai để đầu tư. Ngoài ra, mạng xã hội giúp bạn tăng cường cộng đồng người hâm mộ, giúp bạn nâng giá trị của mình trước các nhà tài trợ hay làm các hoạt động từ thiện trong cộng đồng golf. Bên cạnh đó, mạng xã hội còn là một cơ hội tuyệt vời để giao lưu giữa các thành viên trong câu lạc bộ golf và các câu lạc bộ với nhau. Thật tiện lợi khi đăng tải những tin tức mới, các cuộc họp, cửa phát bóng, các câu chuyện thú vị hay chụp lại những gì đã diễn ra trên sân golf. Đây là một cách mới để tạo ra tinh thần đồng đội, điều vốn không dễ có trong golf, bởi đây gần như là một môn thể thao cá nhân. Khía cạnh xã hội của golf là điều quan trọng nhất trong tất cả các mục tiêu mà một câu lạc bộ cần theo đuổi. Vì thế, mạng xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của câu lạc bộ, xét về mặt cảm nhận cũng như truyền thông đối ngoại. Là một huấn luyện viên golf, đối với chị Nguyễn Thu Hà, mạng xã hội là công cụ hiệu quả phục vụ cho công việc. Khi mà mình sử dụng Facebook, rồi mình có giao lưu với mọi người trên Face thì mọi người cũng biết đến mình nhiều hơn, và cái này nó đem đến cái thông tin cho mọi người để mọi người biết đến mình, mọi người đến, và cái lượng học viên mà tìm đến mình qua đó cũng rất là nhiều. Có rất nhiều trang mạng xã hội bạn có thể sử dụng như Twitter, blog, YouTube và Facebook. Các huấn luyện viên có thể thiết lập trang thông tin cho riêng mình để đăng tải những video, bài viết, hướng dẫn chơi golf. Ngoài ra, mạng xã hội còn giúp kết nối với các tay golf chuyên nghiệp khác trên khắp thế giới để có thể học tập và tiến bộ giữa các cá nhân. Có thể nói, phong cách huấn luyện của các tay golf đã có sự thay đổi lớn nhờ vào những kinh nghiệm được chia sẻ trên mạng xã hội. Các hội chợ thương mại hay các cuộc hội thảo hiện nay luôn tràn ngập những lời khuyên cho việc mở rộng các cơ hội marketing thông qua mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter và Google. Đây là những công cụ marketing rất hiệu quả tại các nước phương Tây.
câu lạc bộ golf đã tạo tài khoản Facebook để liên lạc với hội viên của mình và khách vãng lai, cũng như đưa ra các thông tin khuyến mãi của mình. Họ cũng sử dụng Twitter để đưa ra những thông báo ngắn gọn, xúc tích. Đây là những phương tiện hữu hiệu nhằm giúp gia tăng nhận thức của xã hội về câu lạc bộ và giúp gia tăng lượng người chơi cũng như doanh thu. Mỗi một mạng xã hội này đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược marketing thường xuyên của các câu lạc bộ. Theo mình được biết thì có một số sân golf như là sân trong khu vực miền Trung đấy, sân Đà Nẵng thì họ có sử dụng Facebook và ngoài những cái cách để tiếp cận khách hàng thông thường từ trước thì cái Facebook họ đã phát triển rất là tốt và đã đem lại cái lượng khách cho biết đến họ rất là nhiều ấy, cũng như là cái sân tập golf cũng vậy. Trước kia thì họ sử dụng trang web nhiều lắm, nhưng bây giờ thì có một số cái sân như là sân FLC chẳng hạn, họ cũng sử dụng mạng Facebook để có thể các hội viên giao lưu với nhau, tổ chức đi đánh với nhau và để cho rất nhiều những người khác chưa từng chơi golf, chuẩn bị chơi golf biết đến sân tập golf FLC. Đấy, cũng như là một số các cái công ty, tổ chức sự kiện về golf hoặc là tổ chức tour golf outbound, inbound, họ cũng sử dụng trang mạng Facebook và họ cũng đã rất là thành công. Việt Nam đang mọc lên rất nhiều sân golf. Thì là tôi thấy rằng là để sánh vai với các nước khác ấy thì coi như vậy rằng là cái du lịch rồi cái quảng cáo golf để đưa khách nước ngoài đến chơi càng đông càng tốt để có nhiều kinh nghiệm học hỏi nhau. Thì mình nghĩ rằng là mạng xã hội thì gần như là một nơi để tuyên truyền và quảng cáo PR hình ảnh. Thế do đó mà theo mình nghĩ thì cho rằng mạng xã hội đóng vai trò rất quan trọng khi mà PR hoặc quảng cáo hoặc là mang tính chất là để thúc đẩy phát triển về cái loại hình kinh doanh golf nói chung và các cái mô hình kinh doanh khác nói riêng, thì mình nghĩ rằng đấy là điều rất hợp lý. Thực ra thì tôi nghĩ là cái môn golf là một cái môn mà được kết nối với rất nhiều người biết đến. Mà Việt Nam nhà mình tuy nói là đang nghèo nhưng mà cái sân golf của mình rất là đẹp, vì tôi đã từng đi nước ngoài. Có những sân golf nước ngoài không thể bằng Việt Nam được, ngay cả những người phục vụ hoặc là những cái sân golf. Nhưng Việt Nam của mình tôi cũng đã đi cũng nhiều sân golf, thì sân golf Việt Nam đẹp. Mà lý tưởng để cho Việt Nam mình nên quảng bá làm sao mà cho tất cả các cái bè bạn golf ở trên thế giới biết đến và họ về đây, thì như thế là cái du lịch golf của mình phát triển thì cũng sẽ mang lại được cái lợi ích kinh tế cho đất nước Việt Nam mình. Tôi cũng mong rằng làm sao mà qua các kênh truyền thông và coi nhà nước cũng làm sao mà đưa cái ngành du lịch golf của mình phát triển lên, thì nó cũng là mang lại được cái kinh tế cho Việt Nam cũng tương đối. Đà Nẵng Golf Club là một trong những sân golf đi tiên phong trong việc dùng mạng xã hội cho chiến lược kinh doanh. Ông Ben Stein, giám đốc điều hành của sân golf này, đã từng nói rằng ông đang sử dụng cả Facebook và Twitter trong nhiều năm. Đây là một công cụ tuyệt vời, duy trì liên lạc với những người đồng nghiệp cũ, những bạn bè và gia đình. Tuy nhiên, mãi tới gần đây, ông mới thực sự nhận ra sức ảnh hưởng của mạng xã hội khi sân golf bắt đầu quảng bá cho sân golf Đà Nẵng Golf Club trên Facebook. Chưa đầy 6 tháng, sân golf này đã có hơn 1.000 thành viên tích cực hoạt động trên trang mạng, giúp các nhà kinh doanh có thể tiếp cận vô cùng hiệu quả với khách hàng bằng các hình ảnh và chương trình khuyến mại. Xét trên khía cạnh một công cụ kinh doanh, lợi ích mà mạng xã hội đem lại thực sự thâm nhập tới tất cả mọi khách hàng, giúp họ có cơ hội hiểu rõ về công việc kinh doanh cũng như về công ty mà họ đang gắn kết. Sự hấp dẫn chính là phần quan trọng của mạng truyền thông xã hội. Bạn có thể đăng tải những điểm mạnh của mình trong cả ngày dài, nhưng nếu bạn không lôi kéo được những người sử dụng thì bạn đã bỏ lỡ hoàn toàn điểm mấu chốt. Một trong những cách dễ dàng nhất để thu hút đó là hãy chân thực với khán giả của bạn. Cung cấp những nội dung giá trị như cập nhật về thời tiết, các giờ phát bóng, những chương trình khuyến mại ở Pro Shop cùng với các ưu đãi đặc biệt về F&B. Trong golf, sự hấp dẫn vô cùng quan trọng.
Nếu bạn không giao tiếp và lôi kéo các khán giả của mình, bạn đang đi sai hướng. Lợi ích của việc làm này là tạo một gương mặt, cái tên, giọng nói tại câu lạc bộ và thiết lập một mức độ trông đợi cho người sử dụng. Để khi bạn không có mặt ở đó để đăng tải, bạn vẫn có khả năng giải quyết khi xuất hiện vấn đề phát sinh. Thật ra thì Facebook thì nó là một cái trang mà có rất nhiều các cái đối tượng tham gia, đối tượng người tham gia từ những người nhiều tiền cũng như những người ít tiền, trẻ cũng như những người lớn tuổi. Đấy, thì cái trang này nó hơi phổ biến và nó khá là bình, mình được hiểu như là nó bình dân ấy. Thế cho nên là hiện nay là một số các cái sân golf họ chưa nghĩ đến chuyện đấy, có thể là họ cho rằng như thế thì nó quá là bình dân hóa golf. Nhưng mà theo quan điểm của cá nhân mình là người chơi golf và cũng đang làm golf thì sớm muộn golf Việt Nam cũng sẽ phổ cập, cũng sẽ mở rộng cho rất nhiều đối tượng có thể tham gia. Và đương nhiên theo quan điểm của mình thì nếu mà muốn phổ cập, muốn mở rộng cho nhiều đối tượng người tham gia được để đẩy cái số lượng người chơi golf tăng lên thì cái việc sử dụng trang mạng Facebook hoặc Twitter là rất là cần thiết và nên sử dụng. Tôi nghĩ là như này này, đấy là vì họ chưa nghĩ ra thôi. Thực ra nếu mà để mà quảng bá rộng rãi trên Facebook mà thì rất nhiều người biết đến. Ngay cả trẻ cũng thế mà. Ngày xưa tôi cũng nói này, con tôi bảo già rồi mà mẹ cũng vào Facebook. Nhưng quả thật rằng là bây giờ tôi thấy vào Facebook để mà mình biết được rất nhiều. Ngay bọn tôi giao lưu làm ăn cũng thế, bây giờ các bạn bè tôi cũng lên Facebook rất nhiều. Thì tôi cũng hy vọng rằng là ngay cả các cái sân golf của mình cũng thế, cũng tạo làm sao được lên cái trang mạng rất nhiều để cho nhiều người biết đến. Thì đấy, cái đấy thì tôi nghĩ rằng là nhà nước mình cũng lại phải nghiên cứu và đưa cái vấn đề đấy ra. Đừng nghĩ là coi thường, nhưng qua cái quảng cáo của mạng ấy, để nhiều người biết đến ấy, đấy là một cái thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Bởi vì golf cũng là lĩnh vực kinh doanh mà. Mà làm sao để quảng bá cho nhiều người biết đến, đấy mới là thành công. Mình nghĩ rằng là bây giờ thì không nhất thiết là các sân golf họ phải tự PR và quảng cáo hình ảnh. Bởi vì họ dùng chính các golf thủ. Các quân thủ hoặc là các cái phương tiện thông tin khác, và từ các cái thông tin khác, thông tin đa chiều, có thể là do các cá nhân truyền miệng với nhau, hoặc là khi mà họ lên sân golf thì họ có thể là quay các cái hình ảnh và họ đưa lên mạng, có nghĩa chính các quân thủ là người đưa các cái thông tin và các hình ảnh của cái sân golf đó hoặc là một giải golf lên trên mạng xã hội, chứ không nhất thiết là phải là cái sân golf đó. Nếu như mà không có cộng đồng ủng hộ và không có những cái người mà người ta thực sự yêu thích cái môn thể thao đó, thì kể cả là một môn thể thao đẳng cấp thì cũng không bao giờ trở thành một môn thể thao mà có nhiều người yêu thích và nhiều người biết đến. Thì mình nghĩ rằng là môn thể thao golf thì cứ cho rằng là một môn thể thao đẳng cấp, mà nếu mà đã có đẳng cấp thì phải có tầm nhìn rộng, mà đã có tầm nhìn rộng thì đương nhiên phải sử dụng các mạng xã hội hoặc sử dụng các phương tiện truyền tải các cái thông tin hình ảnh, thì ngày càng nhiều người, càng nhiều cá nhân thì họ mới biết được đến tại sao lại cho rằng môn golf là một môn thể thao đẳng cấp. Thì mình nghĩ là cái việc mà họ cho rằng là họ không cần thiết phải sử dụng đến mạng xã hội thì mình nghĩ là đó chỉ là một cái nhìn về một mặt và một khía cạnh nào đấy thôi. Còn thực ra nếu như mà bất kể môn thể thao nào mà sử dụng mạng xã hội, dù là có cố ý hay là gián tiếp, thì mình đấy nghĩ đó cũng là một hình thức rất thiết thực để quảng bá hay là để khẳng định đẳng cấp của một môn thể thao. Mình nghĩ là như vậy. Tuy nhiên, cần lưu ý một điều quan trọng rằng không phải ở quốc gia nào bạn cũng có thể truy cập được vào các trang mạng xã hội một cách thoải mái. Ví dụ, ở Trung Quốc, các trang này đều bị chặn. Có thể những người am hiểu về công nghệ thông tin vẫn có thể tìm cách truy cập được vào các trang này, nhưng điều đó có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn. Do đó, phần lớn mọi người ở đây đều sử dụng một trang mạng xã hội dành riêng cho mình. Ước tính có đến 597 triệu người tại Trung Quốc đang tham gia vào các trang mạng xã hội. 10 trang mạng xã hội hàng đầu của quốc gia này có 3,2 tỷ tài khoản cá nhân,
và số lượng người chia sẻ qua các trang mạng xã hội đã tăng 60% năm 2012. Một thống kê khác cũng chỉ ra rằng 91% số người sử dụng Internet tại Trung Quốc đều có tài khoản mạng xã hội so với tỷ lệ 67% tại châu Mỹ. Và không có gì ngạc nhiên khi hầu hết các sân golf ở Trung Quốc đều sử dụng các mạng xã hội một cách tích cực để tiếp cận các golfer. Trung bình, mỗi người sử dụng Internet ở Trung Quốc bỏ ra 46 phút mỗi ngày để vào các trang mạng xã hội. Điều đó có nghĩa các sân golf có nhiều cơ hội để đưa thông điệp của họ với những người chơi golf. Vậy, nếu một người Trung Quốc đang lên kế hoạch ra nước ngoài chơi golf, họ sẽ cân nhắc những điểm đến nào? Chắc hẳn họ sẽ chọn một trong những sân golf mà họ đã từng biết đến thông qua mạng xã hội. Phần lớn những trao đổi trên các trang mạng xã hội này đều viết bằng tiếng Trung và đây chính là điểm mà các nhà làm kinh doanh cần chú ý nếu họ muốn khai thác thị trường rộng lớn này. Các hãng hàng không và các tập đoàn kinh doanh khách sạn quốc tế đã và đang nhắm đến khách hàng Trung Quốc bằng cách tạo tài khoản trên trang mạng xã hội Weibo nổi tiếng của Trung Quốc. Đây chính là một kênh hiệu quả của các hãng kinh doanh thế giới hiểu được nhu cầu và sở thích của các golfer tại Trung Quốc, một thị trường không thể bỏ qua. Chúng ta đã từng chứng kiến nhiều hoạt động kinh doanh quốc tế thất bại chỉ vì phương thức kinh doanh của họ không phù hợp với văn hóa và tập quán địa phương. Đối với các sân golf nước ngoài đang nhắm đến người chơi từ Trung Quốc, họ cần tập trung vào các trang mạng xã hội bản địa của Trung Quốc. Họ cần tìm hiểu và thích ứng với những yêu cầu của Trung Quốc đối với các mạng truyền thông. Nhận thấy sự tăng trưởng cao của hoạt động du lịch chơi golf, nhất là từ Trung Quốc, Hiệp hội các nhà tổ chức du lịch golf quốc tế đã quyết định tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 3 của mình tại Trung Quốc vào năm 2014. Các sân golf tại Việt Nam đã nhận thức được những lợi ích do mạng xã hội đem lại đối với việc quảng bá. Tuy nhiên, họ vẫn còn chậm chạp trong việc thu hút khách du lịch chơi golf từ thị trường quốc tế. Nếu biết cách, họ có thể tận dụng được tiềm năng từ thị trường Trung Quốc, nơi mà số lượng khách du lịch ra nước ngoài chơi golf đang ngày càng tăng lên. Nếu nhìn một cách bao quát hơn thì mạng xã hội còn thúc đẩy phong trào chơi golf và du lịch golf của một quốc gia. Tại Việt Nam, cuộc bình chọn sân golf tốt nhất Việt Nam phương thức để quảng bá vẻ đẹp các sân golf Việt Nam cũng như thúc đẩy tiềm năng du lịch golf Việt Nam do tạp chí Golf Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức cũng chọn mạng xã hội là một trong những cách thức bầu chọn của cuộc bình chọn. Với việc tổ chức lữ hành thế giới đã trao cho Việt Nam danh hiệu điểm đến chơi golf mới của vùng châu Á Thái Bình Dương trong năm qua đã chứng tỏ phần nào tiềm năng về du lịch mà golf có thể đóng góp. Tuy nhiên, lại có một thực tế rằng mỗi năm Việt Nam thu hút khoảng 35.000 người chơi golf từ nước ngoài, chiếm 0,5% lượng khách du lịch. Và tỷ lệ này tương đối thấp nếu so với các nước láng giềng như Thái Lan, mỗi năm đón 700.000 golfer, chiếm 3% tổng khách du lịch. Còn nếu tính riêng số lượng người chơi ở Việt Nam thì con số cũng không khá hơn. Và một trong những nguyên nhân khiến cho nền công nghiệp golf Việt Nam còn yếu là chưa được người chơi golf trên thế giới biết đến. Đất nước chúng ta hội tụ đầy đủ những yếu tố thuận lợi và cơ hội để có thể phát triển ngành công nghiệp du lịch golf dựa trên nền tảng vững chắc của ngành du lịch truyền thống. Vậy mà chúng ta đã bỏ qua những tiềm năng và cơ hội đó. Thông thường các cuộc bình chọn ở các nước ấy, thì họ là có cả khách qua nước ngoài. Thì hiện nay chúng ta cũng đã bắt đầu. Nhưng rõ ràng là cái bắt đầu của chúng ta nó phụ thuộc vào cái nguồn thông tin chúng ta cấp ra bên ngoài. Nên thông tin của chúng ta đối với nước ngoài vẫn đang bị hạn hẹp. Và như vậy là các cái nhà tổ chức sẽ làm thế nào để mà nhiều cái khách du lịch đã đến Việt Nam hoặc nhiều người mà quan tâm đến Việt Nam phải tham gia vào cuộc bình chọn. Cái khía cạnh đó là khía cạnh rất tích cực. Nếu không, vì chúng ta một trong cái hướng của chúng ta là hướng ngoại. Bình chọn là để cho hướng ngoại. Thì nếu mà họ càng tham gia càng bao nhiêu thì cái thành công của cái
cái tổ chức cái này là đúng ý nghĩa của nó. Chúng ta không chỉ bình chọn cho trong nước mà mục đích của chúng ta là quảng bá. Cho nên cái sự tham gia của khách du lịch nước ngoài, của người nước ngoài vào cuộc bình chọn nó đánh giá cái quan tâm và cái sự thành công của cuộc bình chọn. Và tôi nghĩ rằng các nhà tổ chức năm tới họ sẽ phải làm thế nào để cái sự tham gia của các cái người nước ngoài vào cuộc bình chọn mang tính chất là đông đảo hơn và có tính quyết định hơn. Chắc chắn là ban tổ chức nên nghĩ đến việc mở rộng hơn nữa quy mô của cuộc bình chọn, bởi cuộc bình chọn thu hút được càng nhiều người nước ngoài, nhiều thị trường nước ngoài thì cũng có nghĩa là càng nhiều người có cơ hội biết đến sân gôn và gôn Việt Nam. Có thể nói rằng đóng góp rất là cao cho cái sân gôn cũng như cho cái dịch vụ ở tại cái địa phương mà người ta có cái sân gôn. Và như chúng tôi đã nói, lý do chính của cái việc này là có hai vấn đề. Một là chúng ta chưa có các cái cách thức, các cái giải pháp để chúng ta cung cấp thông tin và để thu hút các cái thị trường tiềm năng về du lịch gôn tới Việt Nam. Thứ hai là cái sự liên kết giữa các sân gôn tại Việt Nam nó cũng còn hạn chế. Bởi vì khách du lịch người ta đã đến ấy, thường người ta không chơi ở một sân mà ta chơi nhiều sân và người ta cần có thông tin. Và cái việc liên kết để mà quảng bá xúc tiến, để mà tạo ra các cái nguồn lực cho cái hoạt động tiếp thị, marketing thị trường du lịch gôn là việc mà các sân gôn phải ý thức được cái việc này và đóng góp. Và Tổng cục Du lịch thì chúng tôi đã hiện nay đã bắt đầu xúc tiến các cái công việc như là xây dựng một cái trang web về du lịch gôn, làm một cái cuốn cẩm nang về du lịch gôn và đưa lên trên mạng. Chúng tôi sẽ hợp tác với công ty Gop Asia, mời các cái đoàn farm trip là các cái công ty lữ hành gôn và các cái hãng truyền thông đi khảo sát các cái sân gôn tại Việt Nam. Và dự kiến là chúng tôi sẽ tổ chức một cái chiến dịch phát động thị trường để thu hút khách du lịch gôn tại Hàn Quốc đến Việt Nam vào năm tới. Quý vị thân mến, việc ngày càng nhiều mạng xã hội xâm nhập vào xã hội của người Việt như hiện nay thì có lẽ không quá khó để các sân gôn hay các nhà hoạch định chiến lược đưa ra những phương án cụ thể và hiệu quả. Nhờ công cụ hữu ích này, nó không chỉ giúp phát triển kinh doanh gôn dành cho các khách trong nước mà còn thu hút các khách quốc tế cũng như quảng bá du lịch gôn Việt Nam. Chương trình tạp chí gôn tuần này xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.